Hình thức giao món độc lạ nhất Sa Thành. Xin chào mọi người, nay bạn bè mình đến nhà chơi mà không biết phải đãi gì cho lạ. Sực nhớ ra món đệ nhất heo tộc quay lui chật nghiệt tại nhà hàng quá ngon ở Tân Bình nè, nên mình order nguyên con heo về luôn. Đặc biệt, mình thật sự bất ngờ và ấn tượng với hình thức giao món của nhà hàng. Heo tộc được vận chuyển và bảo quản bằng lưu đất, bên dưới có lót than hồng giữ nhiệt nên lúc nào cũng nóng hổi thơm phừng phức. Điều tuyệt vời hơn, nhà hàng còn đầu tư hẳn anh đầu bếp để giao món và trình bày chỉnh chu tận nhà cho mình nữa cơ. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà. Rồi rồi, xem tới đây mà ứa nước miếng luôn mọi người. Nhìn các loại rau rừng được đầu bếp xếp đều mê chưa, cuốn với thịt là chuẩn bài. Món này đại khách là số giáp. Giờ thì đầu bếp đang hỗ trợ mình chặt nhỏ và bày trí heo lên mịt nè. Nhìn là biết chuyên nghiệp thật sự. Do mình quay nên các bạn không nghe rõ độ giòn của heo, nhưng thật sự lớp da nó rất là giòn tan. Cắt miếng nào đã miếng đó luôn. Da vàng óng trông đã mắt, hương vị đặc biệt lắm mọi người. Vì vậy mà những khách Việt kiều luôn nhớ đến đặc sản này, và khi quay về nước là phải đặt món thưởng thức ngay. Được nhà hàng giới thiệu thì đây là giống heo tộc được thả rong ở miền núi, hoạt động nhiều và thức ăn hoàn toàn là rau củ, nên cho ra phần thịt vô cùng săn chắc lại ít mỡ. Một con thì nặng tầm khoảng 2,6 kg, được chế biến thành 3 món, đủ để đãi cho 4-6 người ăn no nê luôn nha. Mình thì đã ăn tại quán mấy lần rồi, phần thịt được ướp rất là đậm vị, dù qua chế biến vẫn giữ được độ ngọt thơm tự nhiên, đặc trưng của giống heo tộc ngon. Ngoài thịt da quay lưu ra, món này còn có thêm lòng dồi hấp, được gói cẩn thận trong giấy bạc để giữ nóng và được bày trí lên mịt cùng với phần thịt. Nhìn thôi là thấy bụng kêu inh ỏi rồi. Mịt được sắp đầy ắp, nào là rau rừng xanh mướt mắt, nào là thịt tha phát mê luôn, vừa đẹp mắt vừa nhìn hấp dẫn ghê. Giờ thì anh đầu bếp bắt đầu pha món tôm để chấm cùng với món này nè. Và đây là món tôm Thanh Hóa nha. Đừng ai hỏi phần xương ở đâu. Đây, phần đầu xương giò sẽ nấu lẩu khoai sọ. Quá trời tấp bên luôn, ăn sao hết đây mọi người ơi. Giờ thì vào tiệc thôi, cảm ơn quá ngon rất nhiều ạ. Và đây là địa chỉ nhà hàng cho bạn nào cần nha. Nhà hàng nằm ở 306-308 Lê Văn Sĩ, phường 1, Tân Bình. Có dịp các bạn cứ ghé trải nghiệm, không thì cứ đặt giao về nhà nè. Chắc chắn dịch vụ và chất lượng của quá ngon sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Dù giao xa hay gần, da heo vẫn giòn rụm vàng ươm, thịt mềm ngon đậm đà gia vị thảo mộc. Đầu bếp lành nghề được đào tạo bài bản, phục vụ món tận nhà, lên mẹt bày trí đặc sản đẹp như dùng tại nhà hàng. Rất nhiều khách hàng đã thưởng thức và chấm điểm tuyệt đối cho đặc sản đệ nhất heo tộc quay lui chặt mẹt. Rất đáng để bạn trải nghiệm nha.